Ngon quá à. Ngon lắm. Trời ơi, ngon quá vậy. Miếng coi. Trời ngon quá vậy. Dâu nữa chứ. Hà, sao mày ăn mặc đồ kỳ quá vậy? Đi vô mặc đồ lại đi. Không có sao đâu. Ủa, có cái khăn che là những chỗ cần che rồi mà, còn gì nữa. Trời ơi, mày biết hôm nay có bạn ca tao tới chơi thì mày ăn mặc đồ cho đàng hoàng đi. Con gái con nước mày phải giữ ý tứ một chút chứ. Đi đi, vô thay đồ đi, kỳ quá hả? Tao đâu có khỏa thân đâu mà sao mày làm lố lên quá vậy? Tự nhiên la làng lên làm cái gì? Phòng này là phòng của tao. Tao muốn làm cái gì á thì tao làm. Còn mày với người yêu của mày cảm thấy ngứa mắt quá thì dắt nhau đi ra khách sạn đi, muốn làm cái gì thì làm. Chứ sao tự nhiên ở đây yêu sách với tao làm cái gì? Tao cứ thích quấn khăn, tao cứ thích ngồi đây á, làm gì tao? Bạn bè thì tao nhắc nhở mày vậy thôi. Con gái con nứa thì làm ơn á, giữ ý tứ với một chút. Có mặt bạn trai tao ở đây á mà mày không có nể nang tao tí nào hết trơn hết á. Thôi, em với anh ra ngoài đi cho thoải mái nha. À cũng được, đi. Mát gì chổng mà. Này, này, cái gì vậy? Sao tự nhiên vô đây? Qua kiếm của Ngọc hả? Nó không có ở đây đâu. Đi về đi. Ủa? Khi nào có thì qua. À, Ngọc đi đâu rồi? Yêu đương cái kiểu gì mà người yêu mình đi về quê mà không biết vậy? Mà thôi, anh đi về đi. Tự nhiên anh vô phòng đàn bà con gái người ta là sao? Sao nay e thẹn quá vậy? Có đâu ngại. Ở nhà có một mình nè, chùm cái khăn giống bữa hổm vậy đó. Ê, tắm ra cái chùm có cái khăn mộc tả. Anh biết là em cũng thiếu thốn tình cảm. Ăn mặc thoải mái đi, mặc dễ bí bách lắm. Không mấy anh cởi giùm cho. Nè, đồ tôi mặc liên quan gì tới anh hả? Kệ tôi đi. Ủa, tôi mặc đồ mắc cái gì mà anh bí bách? Thì anh thấy thương em. Anh thấy em khó thở nè. Nhìn là biết ế mà. Thèm lắm đúng không? Để anh khai thông thế bế tắc cho. Sẵn là khai một cái chuyện đó cho anh luôn. Không có Ngọc ở đây, thoải mái đi mà. Giúp đỡ nhau mà. Bộ anh muốn khai thông lắm hả? Đúng rồi. Sao không muốn được? Ngon vậy mà không ăn. Ổn lắm. Vậy để em khai thông cho anh nha. Ừ, lẹ đi. Khai thông nè. Khai thông nè. Sao vậy? Tự nhiên cột anh vậy? Thả anh ra, Ngọc. Thả cái quần lôi này chứ thả. Là sao? Đó, mày sáng mắt ra chưa? Tao nói với mày rồi mày không chịu tin. Nhìn cái mặt của thằng này á là thấy cái thứ không đàng hoàng rồi. Đàng hoàng chỗ nào? Làm cái gì vậy? Làm gì đâu. Đang quán cà phê mà làm gì vậy? Thì kệ chứ mắc mới gì đâu. Ai biểu bữa nay mặc đồ sexy quá anh chị. Làm cái tay anh không có ngủ yên được nữa chứ. Đừng có trướng à. Muốn cái gì thì về nhà làm nha. Đây người ta đánh giá đó. Đánh giá quýnh như mặt người ta luôn. Có người không biết ngại. Tao có chuyện em muốn nói. Ông Quân bồ mày á, tao thấy ổng không có ổn đâu. Mày coi lại đi nha. Không ổn là sao? Nhỏ này nói chuyện gì kỳ vậy trời. Mấy cái lần mà mày đưa ổng đi chơi cùng tụi mình á, một đám tụi mình, mấy đứa con gái á, đứa nào cũng dê hết trơn á. Tao thấy nhiều lần lắm rồi. Nhỏ này tào lao thiệt chứ. Hết chuyện nói thì nói chuyện đó. Tao thấy bình thường mà, tại vì cái tính của ổng á sởi lởi lắm, vui vẻ hòa đồng với mọi người, cho nên là gặp ai cũng cười nói vui vẻ. Chứ có gì đâu, tự nhiên nói chuyện gì kỳ vậy trời. Tao nói mày, mày không tin tao. Tao đây nè, ổng còn dê nữa là. Trời ơi, mệt bị ghê luôn á. Nhiều khi mình đứng mình chơi nhảy nhót này nọ, tay chân đụng chúng, có gì đâu trời. Nhỏ này nghĩ bậy bạ ghê á. Tao với ổng rất là yêu thương nhau luôn á. Ổng thương tao lắm, không có chuyện đó xảy ra đâu. Bây giờ mày không tin đúng không? Không, tao không có tin.
Vậy bây giờ mày có muốn biết sự thật không? Mày phải thử đi. Thử hả? Rồi giờ thử bằng cách nào? Tao thấy ổng hay lui tới phòng của mày đúng không? Đúng rồi, ngày nào ổng cũng tới nhà tao chơi đó. Vậy bây giờ mày cho tao qua ở chung với mày đi. Tao sẽ dùng cái chiêu mỹ nhân kế để tao coi thử kỳ này ổng có lòi cái bộ mặt thật của ổng ra hay không. Nhỏ này thì cứng đầu rồi. Mày muốn thử đúng không? Ừ, ok. Mày cứ qua ở đi, tao sẽ cho mày vừa lòng. Ok. Lúc đầu tôi tưởng anh là người đàng hoàng tử tế lắm, nhưng mà đâu có ngờ anh là cái thứ biến thái khốn nạn mà bản thân của tôi mà anh còn không tha nữa. Cũng hên á là tôi nhận ra được bộ mặt của anh sớm hơn á, chứ không thôi là cuộc đời của tôi kể như là xong rồi đó. Không phải như vậy mà, nó gài bẫy anh chứ anh phải loại người đó. Anh bớt nói đi cho sang ha, cái nến của anh không có dơ á thì làm sao người ta gài bẫy được anh. Bây giờ không có nói nhiều với nó nữa, cho nó một bài học đi, cho nó chừa cái tật biến thái của nó. Đừng mà, đừng có đánh mà.